Chè bưởi là món ăn thanh mát, giải nhiệt trong những ngày hè được rất nhiều người ưa chuộng. Tuy nhiên, để có những ly chè thơm ngon, bổ dưỡng thì quá trình chế biến xử lý nguyên liệu thường phải tỉ mỉ, đúng cách và mất nhiều thời gian, đặc biệt là khâu cắt cùi bưởi. Luôn hiểu được nhu cầu thực tiễn của thị trường, công ty cổ phần đầu tư Tuấn Tú xin giới thiệu sản phẩm máy cắt cùi bưởi hạt lựu làm chè 3A370W. Với tính năng cắt cùi bưởi thành dạng hạt lựu cho năng suất vượt trội lên đến 70kg một giờ, giúp người dùng nâng cao hiệu quả làm việc, tăng lợi nhuận và giảm thiểu chi phí nhân công. Máy được ứng dụng rộng rãi tại các cơ sở kinh doanh đồ ăn, nhà hàng, bếp ăn công nghiệp. Máy cắt cùi bưởi hạt lựu làm chè 3A370W được thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng di chuyển, phù hợp với mọi không gian chế biến cùi bưởi tại nhà hàng, gia đình, quán ăn. Máy cắt cùi bưởi được thiết kế 3 khuôn cắt đi kèm với khuôn dao cắt sắc bén bằng thép không gỉ và khuôn đẩy bằng nhựa sạch cao cấp, không chứa chất độc hại, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Kích thước mỗi khuôn lần lượt là 6 x 6mm, 9 x 9mm và 13 x 13mm. Nhờ đó, người dùng có thể linh hoạt thay lắp khuôn dao cắt để sản phẩm đầu ra có kích thước phù hợp với nhu cầu sử dụng. Máy cắt cùi bưởi sử dụng động cơ công suất 370W, nguồn điện 220V, tiết kiệm điện năng tiêu thụ. Trên thân máy có tích hợp sẵn các nút điều khiển, cho phép người dùng linh hoạt sử dụng chức năng cắt cùi bưởi tự động hoặc điều khiển bằng tay. Với chế độ tự động, hệ thống điều khiển tự động cho phép tay ép sẽ chạy liên tục, nên khi cắt thuận tiện cho người dùng. Khi cho cùi bưởi vào máy, sẽ xử lý nhanh chóng, đưa vào khuôn cắt và tạo ra những miếng cùi bưởi vuông đều, đẹp mắt và không bị dập nát. Đặc biệt, nút tắt khẩn cấp cho phép dừng đột ngột khi xảy ra sự cố, đảm bảo an toàn tối đa. Tuy nhiên, người vận hành máy cần lưu ý thực hiện thao tác đưa nguyên liệu vào khay một cách dứt khoát, nhanh nhẹn. Nếu có bất cứ sự cố nào thì cần ấn ngay nút đỏ để dừng máy. Với chế độ điều khiển bằng tay, người dùng sẽ chủ động điều chỉnh tay ép. Chỉ đặt nguyên liệu vào khay chứa khi tay ép được đưa về vị trí bắt đầu. Tiếp theo, ấn nút mở để cắt cùi bưởi. Sau khi cắt, tay đẩy sẽ được đưa về vị trí bắt đầu. Người dùng lặp lại các thao tác cho đến khi hết nguyên liệu. Máy cắt cùi bưởi hạt lựu làm chè 3A370W, vật liệu chế tạo chính là inox sáng bóng, dày dặn, vừa có tính thẩm mỹ, lại có khả năng chống han gỉ, ăn mòn trước tác động của ngoại cảnh. Chất liệu inox cao cấp không chứa chất độc hại, không làm ảnh hưởng đến chất lượng của cùi bưởi. Ngoài thái cùi bưởi, máy còn thái được đa dạng các nguyên liệu như cà rốt, khoai tây, su hào, dưa chuột, củ cải, bầu, bí để dùng làm mứt hay xào nấu, phục vụ nhu cầu đa dạng của các nhà hàng, cơ sở kinh doanh chế biến thực phẩm. Máy cắt cùi bưởi hạt lựu làm chè 3A370W chính là một trong những dòng sản phẩm được khách hàng đánh giá rất cao bởi tính tiện dụng như nâng cao năng suất và hiệu quả công việc, tiết kiệm được tối đa chi phí và nhân công lao động, cắt được đa dạng các loại nguyên liệu phục vụ cho các nhu cầu khác nhau của khách hàng, đảm bảo an toàn cho người sử dụng, máy dễ dàng tháo lắp vệ sinh, tăng lợi nhuận kinh doanh. Với những lợi ích tuyệt vời như vậy, chắc chắn dòng máy thái cùi bưởi 3A sẽ là thiết bị hỗ trợ hoàn hảo cho các nhà hàng và cơ sở kinh doanh chế biến thực phẩm như mứt, chè bưởi, củ quả sấy. Hãy nhanh tay liên hệ với 3A để được tư vấn nhiệt tình và giải đáp tất cả các câu hỏi của khách hàng một cách nhanh chóng nhất. 3A luôn sẵn sàng phục vụ quý khách. Liên hệ đặt hàng, hãy gọi đến số điện thoại 02422 050505 ở khu vực miền Bắc và 098 493 0099 ở khu vực miền Nam để được tư vấn chu đáo nhất. Cách thức thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để có những sản phẩm tốt nhất, giá cả hợp lý nhất và dịch vụ sau bán hàng chu đáo nhất. 3A, điểm tựa thành công.